Các bạn tiếp tục bật hai tấm hình lên là hình này và hình này để chúng ta tiếp tục hoàn thiện. Với hình này chúng ta cầm kéo qua này, thả đây. Tôi tiếp tục chọn một chế độ hòa trộn tương tự, xuyên và chuột phải, cần chấm T chuột phải đảo để cho con đường này tương đối phù hợp với con đường ở đây. Các bạn có thể thu nhỏ lại, cần chấm T chọn Quick Stop và kéo đối tượng này qua đây xíu, sao cho những con đường này có tương quan dính liền với nhau ở đây này, và cho đối tượng ở trên này vào trong một chút. Okay. Với đối tượng này chúng ta Offline Mask, chọn Brush, kéo lớn kích cỡ này. Và cường độ chúng ta giảm vừa thôi, để tẩy hết những phần không cần thiết rồi, chỉ lấy lại phần con đường dưới này thôi. Ở ngoài chúng ta có thể tăng 100%. Ok. Một phần trong này chúng ta nên tẩy nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi bắt đầu giảm 50%. Khoảng 20, sao cho sự hòa lẫn giữa các map đường này và đối tượng này là hợp lý nhất. Ví dụ tôi dừng ở đây, các bạn thấy rằng map hòa trộn của phần con đường với con đường ở tấm hình chúng ta đã hòa trộn tương đối sát với nhau. Vì vậy chúng ta có thể dừng được hòa trộn đường ở đây lại. Tiếp theo chúng ta kéo tấm hình này qua, nhấn V trên bàn phím và thả vào. Chúng ta sẽ cho những vệt này vào những vị trí này là ấn tượng nhất. Bây giờ các bạn chọn đối tượng này. Ví dụ tôi chọn đối tượng này. Nhấn Ctrl Shift Y. Nhấn phím Delete. Xóa những phần ngoài, Ctrl V bỏ chọn. Và tiếp tục dùng công cụ chọn này. Xóa đi những phần này. Delete. Tiếp tục. Chúng ta lấy những phần vệt này thôi. Phần chuyên đề. Và nhấn V trên bàn phím và kéo vệt vào những vị trí này. Ở đây chúng ta chọn một chế độ hòa trộn tiếp. Item. Tôi sao chép một đối tượng mới. Ở đây chúng ta chọn cần chuyên T. Và chúng ta bắt đầu biến dạng đối tượng này. Hòa trộn Warp. Bẻ cong xuống. Enter, Ctrl T. Bạn có thể giữ Shift kéo này. Tiếp tục đẩy kéo xuống. Enter. Lấy những đối tượng này mình phải tẩy đi sao cho hợp lý nhất. Hoặc là các bạn kéo đối tượng này xuống dưới này, xuống dưới này. Để cho những hình người ở đây không bị chắn mà đẹp. Ok, rất tuyệt rồi các bạn. Tức là nhấn cần trên T và kéo xa thôi nhé. Để tạo hiệu ứng đèn. Đây, rồi. Các bạn có thể nhấn cần trên Z để cho đối tượng đậm hơn một lần nữa, cần chuyển di bằng kính. Và tương tự, tôi sao chép nhanh đối tượng này, vào đây này. Thì đối tượng lập tức đã vào phần này rồi, rất đẹp phải không nào? Có thể xóa đối tượng này đi, đây đối tượng dự phòng của tôi. Bây giờ, chúng ta đã tạo cho đối tượng là những điểm nhấn lóe vàng lên. Sao cho hợp lý và đẹp nhất, các bạn lên layer trên cùng này, tạo layer mới. Sau đó chúng ta dùng công cụ Brush chọn màu hơi nghiêng cam vàng một chút, nét mềm và 100%. Tôi bắt đầu tô.
xong rồi tô xong bạn vào một kênh hòa trộn tiếp theo Lysol hoặc Colloidal thì thấy tương đối vào một lực. Một vài bạn có thể thích hòa trộn Overlay để cho sáng và đẹp hơn. Sau hòa trộn xong, các bạn vào Filter Blur và chọn phần Gaussian Blur. Chúng ta cho tốc độ cao lên một chút, giả sử tôi cho khoảng 20. Và ok. Thì chế độ hòa trộn sẽ nhòe nhưng rất đẹp. Tiếp theo các bạn giảm thông số IC xuống, giảm độ trong nữa. Ví dụ chúng ta có thể hòa trộn ở tốc độ này thôi, giả sử cho 50, vừa đủ sáng những đối tượng này. Ở video sau, chúng ta tiếp tục hoàn thiện phần cuối cùng của tấm hình và kết xuất tấm hình.